Tên của nước ta thời kỳ nhà Hồ là gì? Đại Ngu. Ai là người đặt tên cho nước ta là Đại Ngu? Vua Hồ Quy Ly. Ai là người đặt tên cho nước ta là Văn Lang? Vua Hùng. Ai là người đặt tên cho nước ta là Âu Lạc? An Dương Vương. Ai là người đặt tên cho nước ta là Đại Cồ Việt? Đinh Bộ Lĩnh. Ai là người đặt tên cho nước ta là Đại Việt? Lý Thánh Tông. Thế ai là người đặt tên cho nước ta là Việt Nam? Vua Gia Long, Nguyễn Ánh.